xuyên tạc sức khỏe của Tổng Bí thư, Việt Tân và đám phản động mưu đồ gì. Những ngày qua, khai thác hình ảnh cụ Tổng Bí thư được trợ lý nâng đỡ, bảo vệ khi về thăm trường học cũ, nhân dịp ngày nhà giáo Việt Nam và việc cụ Tổng nắm tay ông Tránh Văn phòng Trung ương Đảng dung răng dung rẻ đi vào dự hội nghị ASEAN lần thứ 37 tại Hà Nội, đám Việt Tân và Dân chủ mạng lại lôi vấn đề sức khỏe của Tổng Bí thư ra để đặt chuyện, giật tít kiểu đi không nổi những vẫn muốn giữ ghế, hoặc tung ra kiểu nhận định như sức khỏe ngày càng giảm sút nhưng chưa có chỉ dấu nào cho thấy ông sẽ rút lui tại đại hội 13, rồi phụ họa, tung hưng nhau, châm chọc, đã kích theo kiểu đòi ông phải trả lại quyền lực. Có thể nói, trong khi đa số người dân Việt đều mong cụ Tổng sức khỏe tốt để tiếp tục làm tốt công cuộc đốt lò, cho ra những văn bản chuẩn hóa tiêu chuẩn xét chọn lãnh đạo cấp cao của đảng, để cụ lựa chọn được những người thực sự có đức, có tài tiếp nối sự nghiệp của đảng hiện nay, thì đối với đám Việt Tân, phản động, cơ hội trên không gian mạng ngược lại, họ ngày ngày soi mói từng diễn biến, cử động của cụ Tổng để đâm bị thóc chọc bị gạo, để xúc phạm, đả kích, rêu rắc hoang mang xã hội, để tự sướng và thủ dâm với nhằm cổ vũ nhau tiếp tục nuôi dưỡng tinh thần chống phá mỗi khi cụ Tổng không được khỏe mạnh. Thế mới thấy, họ sợ cụ Tổng, sợ cái đức, cái tâm và cái tài của cụ đến cỡ nào. Họ sợ cụ Tổng khỏe mạnh để tiếp tục chấn chỉnh đảng, xây dựng đảng mạnh hơn, đồng nghĩa với cơ hội cho chúng làm cách mạng đường phố, cách mạng dân chủ càng ít đi, thậm chí cơ hội bằng con số 0. Còn nhớ, thời điểm cụ Trọng đi thăm Kiên Giang bị trúng gió, vắng mặt mấy ngày hoặc sau đó đi lại khó khăn, các trung tâm thông tin dân chủ nhào nháo lên đơm đặt ra đủ loại các thông tin thâm cung bí sử, như giờ FA, Việt Tân, nào là trực thăng bay lượn liên tục trên nóc nhà bệnh viện 108, nào là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nằm viện suốt mấy tháng nay, có kẻ ác khẩu còn đăng tin liên quan đến ai đó rút ống thở. Thậm chí, kênh YouTube Six News còn khẳng định, Việt Nam lại có quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ngưng thở. Phù họa theo mấy kênh thông tin này là sự xuất hiện hàng loạt các kênh YouTube bẩn như Six News, Cộng hòa Thời báo, Vote TV, Sài Gòn News, VTV Thời sự, Thời báo Sài Gòn, Loa TV, cũng tắt nước theo mưa, ăn theo những lời xuyên tạc. Và công thức hoạt động chung của các kênh bẩn này là tung những clip chỉ có tiêu đề, hình ảnh giật tít, tung thuyết âm mưu nhằm đánh lừa người xem nhưng nội dung thì không hề có bất cứ thông tin gì. Nếu có cũng chỉ là tin giả, những nội dung đang xen móc nối thiếu logic nhằm kéo dài video để kiếm tiền. Đơn cử như clip liên quan đến tin xuyên tạc này của kênh Six News với tiêu đề giật tít Việt Nam lại có quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ngưng thở, đã thu hút được 160,419 lượt view, mặc dù không có nội dung gì ngoài chửi bới và thóa mạ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Trong bối cảnh những tài khoản Facebook, YouTube nằm trong tay các Big Tech của Hoa Kỳ đất nước ngày ngày cấp tiền nuôi dưỡng VOA, giờ FA và hàng trăm ngàn tổ chức đội lốt bảo vệ dân chủ nhân quyền chống phá Việt Nam thì chúng ta khó có hy vọng họ tuân thủ pháp luật Việt Nam, gỡ bỏ những kênh thông tin, tài khoản giả mạo, sai sự thật, bịa đặt, vu cáo nói trên. Nhưng việc chúng ta làm được là tẩy chay, không xem, không chia sẻ những clip, bài viết đó, không góp view cho chúng tấn công và kiếm tiền quảng cáo để chúng có thêm tiền bẩn nuôi dưỡng sản phẩm bẩn về truyền thông nữa.